Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, sau bao khó khăn, bước sang tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu, những gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ nhận thành quả từ sự cố gắng và được hưởng mọi may mắn, thuận lợi. Tháng này, tuổi Quý Hợi như bước sang một ngưỡng cửa mới. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều, hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Vậy thì trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Quý Hợi cần làm gì để đón được những thành công trong tháng mới và làm sao để giúp gia chủ phát huy được hết năng lực của bản thân, thăng tiến con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn? Quý vị hãy theo dõi thật kỹ video của chúng tôi để lắng nghe lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Và đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi cho các anh chị khi liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục. Xung Thân, Hình Tị, Hại Tị, Phá Hợi, Tuyệt Dậu đối với người tuổi Quý Hợi trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 15 tháng 1, tức ngày 26 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 27 tháng 1, tức ngày 2 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Hợi trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 1, tức ngày 23 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 1, tức ngày 7 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khí Thủy. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Hợi 1983 trong tháng 1 âm lịch. Kênh Dương Kim gặp Hợi âm thủy nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng tốt cho các gia chủ tuổi Quý Hợi, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Quý Hợi vốn mang bản tính hiền lành, lại thêm phần tin người khác quá, dẫn đến tuổi trẻ có nhiều phen còn lần đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Trong tháng này, các gia chủ Quý Hợi sẽ cần chú ý ngày âm lịch 27 tháng 1, tức ngày 2 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Quý Hợi sinh năm 1983. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất,
không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Quý Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo sẽ được coi là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Quý Hợi. Quý vị thân mến, trong tháng 1 âm lịch, những gia chủ tuổi Quý Hợi cần cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận, càng cần chú trọng hơn các mối quan hệ xung quanh mình để tránh xung đột và mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận. Tử vi tuổi Quý Hợi cho thấy tháng 1 âm lịch, xét về vận trình công danh sự nghiệp thì bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình. Bạn vẫn đều với những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng có sợ hãi thất bại. Tuy nhiên, tháng này là cơ hội tốt để bạn học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt thái độ của bản thân với việc học cao lên. Nhưng đó đều là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ trước đó. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 1 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Quý Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Tài lộc tuổi Quý Hợi. Tử vi tháng 1 âm lịch tuổi Quý Hợi còn nói rằng do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài, cơ hội tích lũy tiền bạc của bản mệnh vì thế cũng không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Hơn nữa bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí trong tháng bản mệnh còn bị thiệt hại thêm vì vậy bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi, sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn, nên khó mà có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Quý Hợi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo. Tháng 1 âm lịch này, may mắn sẽ đến với tình yêu và mối quan hệ của tuổi Quý Hợi. Bạn có thể chuẩn bị trước nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ hoặc kết hôn. Những ngôi sao tốt lành sẽ giúp bạn mang lại kết quả tốt trong tình yêu. Nhưng đôi khi bạn có thể xung đột với đối tác của mình về những vấn đề tầm thường. Đặc biệt là nữ tuổi Quý Hợi đã có gia đình, bạn có thể phải đấu tranh giữa một mối quan hệ không chung thủy với cuộc sống gia đình. Thậm chí bạn có thể dễ dàng đi sai đường, do đó bạn phải suy nghĩ rõ ràng trước khi đưa ra quyết định. Hơn nữa, tử vi tháng này còn cho biết sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình bạn. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của chính mình. Bạn cũng nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với người đó để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của mình được hành thông, rộng mở, quý gia chủ Quý Hợi nhớ mang bên mình vòng tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Sức khỏe. Trong tháng 1 âm lịch, tuổi Quý Hợi có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, bệnh cũ của bạn sẽ tái phát trong tháng này. Tuy nhiên, bạn sẽ phục hồi nhanh chóng, miễn bạn điều trị kiên trì và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh cũ này, nhưng bạn vẫn cần để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ tốt dần. Đồng thời, bạn nên nhớ hãy đến gặp các bác sĩ ngay khi bạn cảm thấy bất ổn. Vậy nên trong thời gian này, gia chủ Quý Hợi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giáp khai vận,
Hợi, Mão, Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý vị và các bạn vận trình tử vi tuổi Quý Hợi trong tháng 1 âm lịch. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Quý Hợi cần chú ý đến việc cân đối chi tiêu và có khoản tiền dự trữ. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết, quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.